thử tưởng tượng bạn thức dậy trong căn phòng chật hẹp của một người hoàn toàn xa lạ. Trên bức tường phía đối diện có ghi số tầng mà bạn đang ở, còn giữa phòng là cái hố to tướng. Đều đặn mỗi ngày, chiếc bàn chế đồ ăn sẽ tới để bạn ăn uống thỏa thích, rồi lại hạ tiếp xuống các tầng dưới, cho đến khi chạm tới tầng cuối cùng. Đúng vậy, mình đang nói đến The Platform, tác phẩm từng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của người yêu thích điện ảnh toàn cầu vào năm 2020. Và sau 4 năm chờ đợi, vào ngày 4 tháng 10 vừa qua, hố sâu đói khát đã quay trở lại, tiếp tục chiêu đãi khán giả hàng loạt ẩn dụ cùng cú plot twist đầy bất ngờ. Vậy cụ thể, bộ phim đến từ Tây Ban Nha muốn nói điều gì? Liệu tác phẩm có thể thêm lần nữa chinh phục những nhà phê bình khó tính cũng như khán giả đại chúng hay không? Trong video này mình sẽ tiết lộ gần như toàn bộ tình tiết phim, thế nên đây sẽ là cảnh báo spoiler cho các bạn. Trước khi phần 2 được công chiếu rộng rãi trên toàn cầu, gần như chẳng có thông tin gì về tác phẩm mới nhất của đạo diễn Gaudio Castello Urrutia. Thậm chí trong suốt 60 phút đầu tiên, ta hoàn toàn không biết khoảng thời gian mà các sự kiện trong phần 2 diễn ra. Chỉ khi nhân vật Jimmy Gassi, người đàn ông từng ở cùng phòng với cô Rang trong phần 1 xuất hiện, ta mới có câu trả lời. Được biết, đây là ngày đầu tiên Jimmy Gassi có mặt tại cái hố. Trong khi phần 1, chỉ còn khoảng thời gian ngắn nữa là ông ta sẽ được rời khỏi đây. Với sự kiện quan trọng như vậy, chẳng khó để hiểu, câu chuyện phần 2 xảy ra vào thời điểm gần một năm trước thời điểm cô Rang đăng ký tự nguyện vào tòa nhà. Nói cách khác, The Platform 2 là tiền truyện của phần đầu tiên. Bên cạnh đó, trong vài phân cảnh, ta có thể gặp vài nhân vật quen mặt khác như bà Harad hay cậu bé mắc hội chứng Down ngay bên trong tòa nhà. Để các bạn không bối rối, mình sẽ giải thích lại cách thức tòa nhà hoạt động. Trong tương lai đen tối, cá nhân hoặc tổ chức nào đó, mà theo cách Imogiri ở phần 1 gọi là ban quản lý, quyết định thiết kế tòa nhà độc nhất vô nhị. Theo đó, tòa nhà, hay được các cư dân tại đây gọi là cái hố, sẽ vận hành theo cơ chế tự quản thẳng đứng. Trước khi vào đây, cư dân sẽ được chọn món ăn mà họ yêu thích nhất hoặc muốn ăn hàng ngày. Dựa vào đó, đầu bếp sẽ chuẩn bị bàn tiệc với đủ loại đồ ăn theo yêu cầu. Dẫu vậy, cách thức vận chuyển mới là điều đáng nói. Từ tầng cao nhất, tầng 0, chiếc bàn sẽ được hạ dọc theo chiếc hố nối thông với các tầng và cư dân có thể ăn đúng món của mình hoặc ăn thỏa thích như cách mà ta đã thấy trong phần đầu. Bàn ăn sẽ dừng lại ở mỗi tầng trong khoảng 2 phút. Các cư dân nơi đây cũng không được phép giữ đồ ăn. Nếu trái lệnh, nhiệt độ phòng sẽ tăng đột ngột hoặc tụt xuống mức có thể làm ta đóng băng chỉ trong tích tắc. Một điểm nữa mà ta cần lưu tâm là bàn ăn chỉ dừng lại ở tầng có người sống. Và sau khi đã qua tất cả các tầng, nó sẽ quay ngược trở lại tầng cao nhất với tốc độ rất lớn. Thường giai đoạn này sẽ diễn ra vào cuối ngày, lúc trời đã về khuya. Như vậy, với cơ chế lựa chọn đồ ăn, kèm lời mô tả của Imogiri, ta hoàn toàn có thể hiểu đồ ăn trên bàn được chuẩn bị đủ cho tất cả các tầng. Tuy nhiên, có đến 323 tầng trong tòa nhà, mỗi tầng có 2 người sống. Giả sử các phòng này đều được lấp đầy, sẽ có 666 người đang cùng sinh tồn trong cái hố. Vậy làm cách nào để đảm bảo sẽ đủ đồ ăn xuống tận tầng cuối cùng? Các bạn hãy nhớ chi tiết này vì nó liên quan trực tiếp đến phần đầu tiên và còn là nguyên nhân dẫn đến các luật lệ và diễn biến toàn bộ phần 2 mà chút nữa mình sẽ giải thích. Quay trở lại tòa nhà, hầu như ta không có bất kỳ thông tin nào như địa điểm hay lý do ban quản lý cho khởi công tạo nên dự án quái dị như vậy. Ngoài việc căn phòng hoàn toàn khép kín, chẳng thể liên lạc với bên ngoài, mỗi tầng cách nhau khoảng 6 mét thì nó hoàn toàn trống trơn. Dĩ nhiên, các nhu cầu cơ bản như giường, bồn cầu, bồn rửa mặt vẫn được đảm bảo. Bên cạnh đó, mỗi phòng sẽ có 2 người sống chung, bất kể tuổi tác, giới tính, trình độ học vấn, dân thường tự nguyện hoặc kẻ giết người tâm thần. Và để cân bằng lại sự ngột ngạt, bí bách, cầm tù nơi này mang lại, mỗi người sẽ được quyền mang theo một vật dụng. Điều đó có nghĩa, họ có thể thoải mái mang theo sách, tranh, đàn violin, đàn guitar, bể nước, động vật, cho đến dao, kiếm và súng. Dẫu vậy, điều quan trọng nhất ở cái hố là việc được ăn no mỗi ngày. Nhằm đảm bảo tính công bằng, hàng tháng, sau khi bơm hợp chất gây mê, các cư dân sẽ được hoán đổi giữa các tầng. Có nghĩa, tháng trước bạn phải nhịn đói cả tháng, hoặc ăn thịt xác chết như cách mà Kureng đã làm tại tầng 171, thì sang tháng sau sẽ ăn như vua chúa khi sống tại tầng 6. Nói đến đây, hẳn các bạn tự hỏi, vậy phần 2 này có khác gì với phần đầu tiên ra mắt năm 2019 đâu nhở? Và đây chính là điểm thú vị, vì xuất hiện các luật lệ mới, hay nếu được sắp xếp theo đúng dòng thời gian, là các luật cũ từng được người dân nơi đây áp dụng trước khi Goreng đến sống. Theo lời Robespierre, cách đây rất lâu từng xuất hiện người được coi như đấng cứu thế. Trong khoảng thời gian sống tại tầng phía dưới, anh ta không những không được ăn, mà còn chủ động xẻ thịt bản thân, cứu giúp những người xung quanh. Để tri ân sự vĩ đại cao cả ấy, nhiều người đã tự xưng là các môn đồ, xây dựng nên hệ thống luật lệ với mục đích giúp việc phân phát thức ăn trở nên công bằng hơn đối với mỗi tầng, từ đó cứu nhiều sinh mạng ở tầng thấp nhất. Dần dần,
số lượng các môn đồ ngày càng nhiều, mà không ai nghiêm khắc hơn Dagin Barbi, người hiện đang nắm giữ chức vụ quản lý cao nhất. Bên cạnh đó, ai tuân thủ nghiêm ngặt luật sẽ được gọi là người trung thành, còn kẻ dám vi phạm sẽ trở thành đám man rợ. Qua thời gian, nỗ lực của Dagin Barbi bắt đầu có trái ngọt khi đồ ăn tới được tầng 175. Nhưng liệu điều đó có thực sự hiệu quả? Đầu tiên, ta sẽ đến với luật lệ quan trọng nhất, cốt lõi sẽ đến xung đột trong cả phim, đó là chỉ được ăn đồ ăn bản thân đã chọn trước khi vào tòa nhà, hoặc đồ ăn mà bản thân tình nguyện đồng ý đổi với người khác. Nếu nghe qua, luật này có vẻ công bằng với tất cả mọi người. Như đã nói, ban quản lý đã chuẩn bị đồ ăn đủ cho 666 cư dân, nên nếu ai cũng chỉ ăn đủ phần của mình, sẽ luôn có phần cho người ở tầng thấp nhất. Điều này hoàn toàn phù hợp với cuộc sống lý tưởng mà các tù nhân hướng tới. Nói cách khác, đây là cơ chế vận hành tối ưu nhất mà chính Coren đã nhắm tới trong phần 1. Song nếu quan sát thật kỹ, các điểm vô lý bắt đầu xuất hiện. Về cơ bản, luật này chỉ bảo vệ món ăn ban đầu các cư dân lựa chọn khi vào cái hố. Nó hoàn toàn không đáp ứng được đủ nhu cầu và nguyện vọng của họ trong quá trình lưu trú tại đây. Họ buộc phải sống suốt thời gian dài với lựa chọn ban đầu mà hầu như chẳng có thay đổi nào đáng kể, trong khi nhu cầu của con người lại thay đổi từng ngày. Ví dụ điển hình nhất trong việc này là Sahabat, người chọn quả mận là món ăn chính. Cô sẽ phải ăn nó liên tục trong khoảng thời gian bị giam cầm. Có thể thấy, thông qua luật, các cư dân dần mất đi tự do, thay vào đó là sự trói buộc hà khắc. Điều này dấy lên câu hỏi cao hơn, rằng các cư dân sẽ chịu được bao lâu trước khi họ phát điên vì chính lựa chọn của mình. Tiếp theo ta sẽ đến với luật thứ hai, cấm các cư dân không được ăn quá một món hay tự ý chia chác đồ ăn thừa của người đã chết. Điều này đồng nghĩa, các món ăn thừa sẽ bị trút bỏ vô cùng lãng phí, thứ đáng lẽ có thể được đổi cho người có nhu cầu. Song, vì điều luật thứ nhất quy định phải có sự đồng ý của người sở hữu, sẽ đến xung đột trực tiếp với điều luật thứ hai. Hay nói chính xác hơn, nó khiến các cư dân trở nên bất mãn về tính cứng nhắc mà luật lệ mang lại. Sang tới điều luật thứ ba, liên quan đến việc trừng phạt đám mọi rợ thường xuyên xâm phạm vào đồ ăn của người khác, ta sẽ thấy nhiều điểm vô lý hơn nữa. Để các bạn dễ hình dung, mình sẽ lấy ví dụ thế này. Giả sử đám mọi rợ hiện đang sống tại tầng 12 và ăn đồ thuộc về tầng 13, nghĩa vụ thực hiện trừng phạt sẽ thuộc về tầng 10 và tầng 11. Lý do rất đơn giản, bởi bàn ăn chỉ hạ xuống theo một chiều. Bên cạnh đó, để đường dây liên lạc giữa các môn đồ không bị đứt gãy, sẽ chỉ có hai tầng phía trên tầng đám mọi rợ được phép tham gia vào việc trừng phạt. Nếu họ thất bại, ngày tiếp theo sẽ là người ở tầng 8 và tầng 9 phải tham chiến. Cứ liên tục như vậy, cho đến khi tiêu diệt được kẻ tội đồ. Giống điều luật thứ nhất, ban đầu ta sẽ thấy cách này hoàn toàn khả thi và hợp lý, bởi lẽ cùng lắm đám mọi rợ ở tầng 12 chỉ có 2 người, trong khi đó có đến 4 người ở tầng trên tấn công chúng. Dẫu vậy, việc này trở nên hên xui một cách khó hiểu. Như đã đề cập, mỗi tầng sẽ có 2 người sống, bất kể giới tính và tuổi tác. Trong trường hợp nếu các môn đồ ở tầng 10 và tầng 11 đều là nam giới khỏe mạnh, họ hoàn toàn có thể giải quyết được sự việc nhanh chóng. Có điều, sẽ ra sao nếu họ là phụ nữ và người cao tuổi? Chưa kể đến việc, không phải ai trong các cư dân cũng sở hữu khả năng chiến đấu, hay ít nhất là biết cách dùng vũ lực chống lại người khác. Mình xin phép nhắc lại, hệ thống tòa nhà này chấp nhận bất kỳ ai tình nguyện vào, cùng với đó là đám sát nhân được mang theo đủ loại vũ khí. Có thể thấy, đây là lỗ hổng rất lớn trong cách vận hành luật lệ, nó không muốn nói là đầy tính rủi ro. Tuy nhiên, điều đáng sợ nhất lại nằm ở việc các môn đồ không tình nguyện tham gia cuộc trừng phạt mà bị bắt ép lao vào cuộc chiến. Để đảm bảo các điều luật luôn được thông suốt, vận hành trôi chảy, Dagin Barbi, môn đồ hà khắc nhất, chẳng ngần ngại đưa ra các lệnh trừng phạt lên chính các môn đồ và người trung thành. Hắn thẳng tay dùng bạo lực đe dọa, thậm chí còn chặt tay hoặc trói chặt họ lên bàn ăn, và khi xuống tầng thấp nhất, họ sẽ bị những kẻ mờ mắt vì cơn đói lao vào sâu xé, ăn tươi nuốt sống. Rõ ràng, các điều luật vốn được sinh ra vì lợi ích tập thể đã bị phá vỡ vì không đảm bảo tính công bằng cho người sống và tuân theo luật lệ. Và đó là toàn bộ các vấn đề lớn nhất xoay quanh cái hố. Trong phần tiếp theo, hãy cùng mình bước sang mục quan trọng nhất khi chạm tay đến ý nghĩa và các hình tượng trong phim dưới góc nhìn tôn giáo và xã hội. Như đã nói trong video giải thích The Platform mà chúng mình từng làm trước đây, 333 tầng trong tòa nhà có ý nghĩa riêng của nó. 333 được cho là con số thiên thần, báo hiệu sự sống. Tuy nhiên mỗi tầng lại có 2 người, nên số cư dân trong cả tòa nhà nếu được lấp đầy sẽ là 666, con số của Satan, của địa ngục chết chóc. Có thể nói, đây là cách ẩn dụ đen tối, và cách vận hành tòa nhà gắn bám chỉ con người là sinh vật làm vấy bẩn nét tinh khôi vốn có mà thế giới mang lại. Sang tới phần 2, vào thời điểm mới đến tòa nhà, Perempuan và Zamianti thức dậy tại tầng 24. Đây là con số rất đặc biệt trong Kinh Thánh, bởi nó mang ý nghĩa biểu tượng là sợi dây liên kết trực tiếp tới sự cai trị và quyền lực của Chúa. Hay nói cách khác, nó là con số toàn diện và đủ đầy. Vấn đề nằm ở chỗ, tại sao lại là tầng 24? Zamianti ban đầu hiện lên là một kẻ nhỏ nhen, ích kỷ và nóng nảy.
anh liên tục nguyền rủa và chửi bới kẻ đã ăn hết thịt trên chiếc bánh pizza của mình. Bên cạnh đó, Giambianti còn nhạo báng các môn đồ ở hai tầng trên. Việc này không chỉ diễn biến trong ngày đầu tiên, mà lặp lại vào ngày thứ hai và thứ ba. Mọi chuyện chỉ thực sự chuyển biến khi Perempuan lên tiếng, công nhận cách thức vận hành mà các môn đồ đang cố gắng truyền tải với họ là đúng đắn. Chỉ cần một cá nhân bất kỳ vi phạm điều luật nhỏ như ăn quá định lượng và món ăn mình chọn, sẽ dẫn tới hiệu ứng domino phá hủy cả chuỗi hệ thống theo dây chuyền. Sau khi dẹp yên đám mọi rợ tại tầng 21, Giambianti trở nên hòa nhã hơn hẳn. Có điều, mầm mống sự tham lam đã xuất hiện. Trong giây phút thiếu kiềm chế, anh ta đã ăn đồ ăn của người chết, thứ đáng lý phải được đổ đi. Dĩ nhiên, hành động ấy khó lòng qua mắt được kẻ ở tầng trên, và một người đàn ông đã nhìn thấy. Việc thi thoảng các phần đồ ăn bị thiếu hụt về lâu dài như cơn bão đang dần tích tụ gió, sẵn sàng càn quét, phá tan các điều luật. Có thể thấy, ngay trong con số 24 toàn diện và đủ đầy, cũng xuất hiện các rạn nứt nhất định. Sự không vẹn toàn đã trở thành điểm báo cho tương lai bất ổn. Chưa dừng lại, một tháng sau, Perempuan và Giambianti bị chuyển tới tầng 180, và giống như Goreng lúc sống tại tầng 171 trước đây, thức ăn sẽ chẳng thể xuống sâu đến vậy. Bên cạnh đó, con số 180 xuất hiện là có lý do riêng. Nếu xét trong hoàn cảnh mà hai nhân vật phải đối mặt, ta hoàn toàn có thể hiểu đây là khởi nguồn của tuyệt vọng, là thời điểm họ nhận ra sự tàn khốc của cái hố. Theo thời gian, cả Perempuan và Giambianti đều nhìn nhận mọi thứ xung quanh mình theo chiều hướng hoàn toàn khác. Chưa kể đến việc, khi ở tầng sâu như vậy, không ít lần họ phải chứng kiến xác người bị ném từ tầng trên xuống. Đó có thể là đám mọi rợ bị trừng phạt, hoặc môn đồ thiệt mạng trong cuộc thanh trừng. Chẳng ai biết đâu mới là câu trả lời chính xác. Nếu coi cuộc sống ở tầng trên như thiên đường, còn tầng thấp nhất giống với địa ngục, có thể thấy tầng 180 là điểm giao thoa, nằm giữa hai cực. Nói cách khác, các tầng ở giữa là điểm khiến cư dân có xu hướng thay đổi về nhận thức. Con số 180 từ đó mang ý nghĩa tương tự khi muốn đề cập đến cách mà các cư dân sẽ thay đổi trong tương lai. Giống như việc Perempuan quay ngắt 180 độ trở thành kẻ phản chúa như Judas đã từng làm. Tại sao mình lại nhắc đến Judas, một trong 12 môn đồ, kẻ phản chúa Giê-xu tại đây? Để hiểu rõ hơn, ta cần xem rõ thời điểm Perempuan và Giambianti được anh chàng Robespierre kể về đấng cứu thế. Sin comer, en uno de los niveles más bajos, meditando. Al mes siguiente, despertó en otro nivel, al que no llegaba nada de comida. Người sống liên tục trong một tháng mà không có thức ăn đã là khó, vậy mà đừng cứu thế, theo cách mà Robespierre kể, còn bị đọa đầy đến 2 tháng. Dĩ nhiên, điều đó thật bất khả thi và phi lý. Thật có trách Giambianti khi liên tục buông lời chế nhạo vì không có ai trên đời như vậy. Chẳng biết câu chuyện này thực hư ra sao, có bao nhiêu trong đó đúng với sự thật. Tuy nhiên, niềm tin là thứ không thể rạch ròi như khoa học, không thể chứng minh đâu là đúng và đâu là sai. Họ tin vì đơn giản họ muốn tin. Giữa chốn địa ngục trần gian, đôi khi niềm tin là tất cả những gì họ có, là thứ duy nhất họ bám vào để vượt qua những tháng ngày khổ ải. Điều này lý giải tại sao càng xuống sâu, các môn đồ càng trở nên cuồng tín, như cách người đàn ông ở tầng 181 từng thể hiện, liên tục khẩn cầu đấng cứu thế không ngừng nghỉ. Corto carne de su propio muslo y alimento. Đây chính là câu thoại liên hệ thẳng tới Matthew, chương 26, câu số 26 đến 29 trong Kinh Thánh Tân Ước, khi ghi lại sự kiện bữa tiệc ly của Chúa Giê-xu và các môn đồ trước khi người bị bắt và đóng đinh lên thập giá. Gần như không còn là ẩn dụ hay bắt khán giả tự suy luận như phần 1, đạo diễn Gauder lần này đã khẳng định tòa nhà là hình ảnh đại diện cho hành trình khổ hạnh của Chúa Giê-xu từng bước tiến tới địa ngục, nơi nằm ở tầng sâu nhất, và đám mọi rợ kia chẳng khác nào những kẻ phản Chúa, mãi mãi bị đầy ải, bị quăng quật tại nơi tận cùng sâu thẳm. Tuy nhiên, như đã nói, tại tầng 180, thế giới quan và nhận thức của Perempuan đã có sự thay đổi. Thay vì tiếp tục tuân thủ theo luật lệ hà khắc, cô bắt đầu trở nên hoài nghi về tính công bằng, về giá trị được giao giảng khi chứng kiến Giambianti chết. Nói cách khác, cô đang dần phản lại đức tin, trở thành người tập hợp cuộc nổi dậy đòi lại công bằng mà bản thân đáng được hưởng. Trong phân cảnh siêu thực cuối phim, ta sẽ thấy bữa tiệc ly được tái hiện lại tại tầng 333. Một người đàn ông có tạo hình tương tự như Chúa Giê-xu ngồi bên kia chiếc bàn. Xung quanh ông có 11 người, đại diện cho 11 môn đồ trung thành. Sau đó ông ta ném con dao về phía đối diện, nơi Perempuan đang ngồi. Hành động này chính thức đánh dấu thời khắc cô trở thành Judas, môn đồ phản bội Chúa Giê-xu như Kinh Thánh đã đề cập. Một trong những bí ẩn lớn nhất mà ta có thể bắt gặp, đó là hình ảnh bọn trẻ đang chơi xung quanh chiếc cầu trượt, có hình dạng như kim tự tháp ở ngay đầu phim. Nếu các bạn còn nhớ, nhân vật Imoguiri đã từng nói ban quản lý không chấp nhận việc có trẻ em dưới 16 tuổi xuất hiện trong cái hố. Dẫu vậy, vào cuối phần 1, Goreng đã tìm thấy cô bé, mà khả năng cao là đứa con mà Miharu cất công tìm kiếm bấy lâu.
Song điều này trở nên vô cùng khó hiểu và cho đến nay vẫn chưa có lời giải thích thỏa đáng. Theo như đúng cơ chế vận hành, hàng tháng cư dân sẽ luôn phiên sống ở các tầng khác nhau. Vậy cô bé này đã ở đâu trong suốt thời gian đó? Chưa kể đến việc các cư dân bước chân vào tòa nhà, ngoài người tự nguyện tham gia còn có tội phạm nguy hiểm. Vậy bọn trẻ bằng cách nào lại lọt vào tòa nhà? Điều này càng khó hiểu hơn khi sang tới phần 2, ta có thể dễ dàng bắt gặp có rất nhiều đứa trẻ khác nhau. Thậm chí Miharu còn thoáng xuất hiện trong phân cảnh, dắt tay một cậu bé đến chỗ ban quản lý để họ sắp xếp cậu ở tầng 333. Trong cuộc phỏng vấn với tờ Digital Spy vào hồi 2020, đạo diễn Gauder chia sẻ: "Đối với tôi, tầng cuối cùng đó không tồn tại. Goreng đã chết trước khi đến đó rồi. Tất cả chỉ là tưởng tượng của anh ta về những gì phải làm." Vậy vào thời điểm cuối phần 2, Perempuan liệu có thực sự đã chết hay chưa? Bởi trong khoảnh khắc sau khi nhai một phần bức tranh The Drowning Dog, cô đã sùi bọt mép và có dấu hiệu bất tỉnh. Và điều thứ hai, đó là tầng cuối mà đạo diễn nói tới ở đây là tầng nào? Là tầng số 333 hay tầng sâu hơn ở phía dưới? Để các bạn dễ hình dung, mình sẽ thiết lập hai giả thuyết khác nhau. Trong giả thuyết này, ta sẽ nhận định Perempuan vẫn chưa thực sự chết vào thời điểm bất tỉnh và toàn bộ hành trình sau khi tỉnh lại của cô hoàn toàn là sự thật. Điều này đồng nghĩa với việc ban quản lý đã vận chuyển các cư dân thu gom xác chết sau màn thanh trừng đẫm máu và đứa trẻ cũng có thực. Như vậy, ta có thể khẳng định ở đâu đó trong tòa nhà còn rất nhiều đứa trẻ tương tự đang sinh sống. The Screen Rant đã gợi ý đến việc bọn trẻ là một phần thuộc thí nghiệm xã hội rất lớn mà ban quản lý nhắm đến. Về cơ bản, cả tòa nhà và các cư dân sinh sống bên trong phục vụ mục đích nghiên cứu hành vi con người khi bị đẩy đến bước đường cùng. Tuy nhiên, ban quản lý không thực sự khuyến khích các tù nhân gắn kết với nhau. Điều này lý giải tại sao họ lại xây dựng cơ chế phân phát thực phẩm gây tranh cãi nhiều như vậy. Nói cách khác, các cư dân là những con chuột để ban quản lý thực hiện cuộc khảo sát nhằm thiết lập quyền kiểm soát vào thế giới thực. Bằng cách khơi dậy sự chia rẽ, thiếu tính đoàn kết giữa các nhân vật, họ liên tục đưa đám trẻ vào tầng thấp nhất, rồi lợi dụng cư dân nào đó như Miharu lan truyền câu chuyện, biến bọn trẻ trở thành thông điệp mà các cư dân đặt toàn bộ niềm tin và hy vọng vào. Có điều, chưa ai dám khẳng định thí nghiệm này sẽ diễn ra trong bao nhiêu lâu, nên có vẻ ban quản lý cũng chẳng thực sự coi trọng việc đám trẻ có thoát ra được hay không. Nếu nhìn nhận theo hướng này, ta hoàn toàn có thể hiểu kết phim khi không chỉ Perempuan hay Goreng tìm cách đưa bọn trẻ lên tầng không, mà còn rất nhiều người khác đã trải qua giai đoạn tương tự. Nếu nhìn rộng ra, ta sẽ thấy còn cách giải thích khác, đó là việc đám trẻ vốn dĩ là con của các cư dân trong cái hố. Nghe thật vô lý, nhưng chẳng có gì đảm bảo điều này không phải sự thật, vì các cư dân được ghép cặp ngẫu nhiên, bất kể giới tính hay độ tuổi. Nếu đi theo góc nhìn này, ta có thể thấy tòa nhà được vận hành theo cách tương đối đen tối. Đáng sợ hơn, nhiều khả năng đám trẻ là nguồn cư dân dự trữ mà ban quản lý đang nuôi dưỡng để liên tục lấp đầy tòa nhà. Cần biết càng xuống tầng thấp, tỷ lệ tử vong con người lại càng cao. Khi cái đói, sự tuyệt vọng sẵn sàng đánh gục họ bất kỳ lúc nào. Từ đó dẫn đến thời điểm số lượng cư dân tại đây sẽ hụt hơn rất nhiều so với những gì tòa nhà có thể cung cấp. Không thể nào hàng tháng cũng có người tự nguyện nộp đơn vào đây hay có tù nhân chuyển đến. Buộc lòng ban quản lý phải xây dựng hệ thống sinh thái tuần hoàn cho riêng mình, sử dụng chính con cái của cư dân làm nguồn cung nhân lực dự trữ trong tương lai. Có điều, tại sao chúng lại được đưa xuống tầng thấp nhất? Rõ ràng trẻ em không phải đối tượng phù hợp khi phải chịu đựng cơn đói khát như người lớn trong cái hố. Chúng xứng đáng được ở tầng cao hơn, nơi thức ăn đầy đủ và dễ tiếp cận. Như đã thấy, chúng lại bị đưa vào tầng 333, nơi chẳng còn bất kỳ cái gì có thể ăn được còn sót lại lúc chiếc bàn tới nơi. Liệu đó có phải quá trình huấn luyện đặc biệt mà ban quản lý hướng tới lũ trẻ khi cố tình đưa chúng vào môi trường khắc nghiệt nhằm chuẩn bị cho tương lai? Xét theo ý nghĩa tôn giáo mà ta đang phân tích từ đầu đến giờ, có thể coi cái hố là hành trình đi xuống địa ngục. Bọn trẻ có thể được coi là con cái của các tội đồ và chúng phải gánh chịu hậu quả cho tội lỗi mà cha mẹ chúng mắc phải trước đây. Dựa theo quan điểm này, ta có thể hiểu được việc đưa chúng vào tầng thấp nhất như hình thức trừng phạt. Trong Marvelous gợi ý, có khả năng đây là phân cảnh miêu tả lại trích đoạn Exodus chương 34 câu 7 thuộc về cuốn sách thứ hai trong Kinh Thánh Cựu Ước và là một phần trong Ngũ Thư. Về cơ bản, trích đoạn này nói đến sự công bằng của Đức Chúa Trời, dù Ngài đầy lòng thương xót, song vẫn trừng phạt tội lỗi của cha mẹ lên con cháu họ đến 3-4 đời, nhằm răn đe công lý với các tội đồ. Dẫu vậy, có một câu hỏi chúng ta đã đặt ra cần được giải thích, đó là lời khẳng định của vị đạo diễn hướng tới tầng 333 hay tầng sâu hơn phía dưới nó, nơi ánh sáng không thể chạm đến. Cần biết khi chiếc bàn hạ xuống phía dưới tăm tối, Perempuan đã va chạm cực mạnh vào bức tường dẫn đến mất tương đối nhiều máu. Bởi vết thương như vậy, thật khó có thể hồi phục và sống sót mà xuống đến tầng cuối cùng như cách cô xuất hiện ở cuối phim. Xét theo thực trạng, ta hoàn toàn có thể hiểu cô đã thực sự bỏ mạng tại tầng 333 và tầng hầm phía dưới không hề tồn tại trong thực tế. Việc rất nhiều người có mặt tại đây cũng chẳng có thực. Đó có thể là ẩn dụ bóng ma của người bị ném xuống hoặc người tìm cách đưa bọn trẻ lên phía trên như Perempuan đã làm.
Giả thuyết này sẽ ngắn gọn và dễ hiểu hơn so với giả thuyết đầu tiên, khi cho rằng Perempuan đã thực sự chết trong vụ bạo loạn đẫm máu. Từ đó trở về sau, chỉ còn là ảo ảnh hoặc những gì cô đã tự nghĩ ra trong đầu. Nếu đi theo giả thuyết này, ta sẽ thấy việc đạo diễn Gauder nói là hoàn toàn hợp lý, và hình ảnh đứa bé, giống như phần 1, chỉ là lời khẳng định việc trong hoàn cảnh ngặt nghèo nhất, ngay cả lúc ta đã từ bỏ hy vọng, đâu đó một phần rất nhỏ trong tâm thức vẫn luôn nỗ lực tìm lối thoát và không bao giờ đầu hàng. Vừa rồi chúng ta đã đi qua góc nhìn tôn giáo trong tác phẩm, tuy nhiên vẫn còn góc nhìn xã hội mà ta khó lòng bỏ qua. Về mặt hình thức, bộ phim là cuộc đấu tranh liên tục giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội. Trong video giải thích The Platform trước, chúng mình đã nói rõ khái niệm chủ nghĩa tư bản liên hệ chặt chẽ tới bộ phim như thế nào. Một trong những đặc trưng lớn nhất trong chủ nghĩa tư bản đó là nền kinh tế thị trường tự do, dựa vào cung cầu với rất ít hoặc gần như không có bất kỳ sự kiểm soát nào của chính phủ. Chủ nghĩa xã hội lại cho rằng nền kinh tế cần được bình đẳng, khi mọi người đều có quyền hưởng lợi từ của cải của xã hội, không phân biệt thu nhập hay tài sản, từ đó tạo ra công bằng xã hội, phân phối dựa trên nhu cầu và khả năng của mỗi người. Nói cách khác, nếu coi bàn ăn là nguồn tài nguyên thế giới, còn cách vận hành tòa nhà là ẩn dụ cho nền kinh tế, cư dân trong tòa nhà là người dân có thể tiếp cận với nguồn tài nguyên, thì cách họ ăn lại thể hiện cách phân phối tài nguyên đối với mỗi người. Soi chiếu dưới góc nhìn của chủ nghĩa tư bản, ta sẽ thấy ngay trong chính luận của nhà kinh tế học Milton Friedman, tác giả của cuốn Tư bản và Tự do, cũng tồn tại vấn đề khi ông viết: thị trường tự do mang tới cho cá nhân những thứ họ muốn thay vì những gì tập thể cần. Như vậy có thể hiểu, chủ nghĩa tư bản đảm bảo sự tự do cho mỗi cá nhân và họ có thể làm mọi thứ để đáp ứng nhu cầu. Trong phim, ta sẽ thấy các cư dân bị gọi là kẻ mọi rợ, nằm ở việc họ không thực sự hài lòng với thứ mình nhận và muốn được nhiều hơn. Nhu cầu là thứ không bao giờ dừng lại ở mức độ nhất định, nó liên tục thay đổi với xu hướng ngày một lớn. Vì vậy, khi tiếp cận nguồn tài nguyên dồi dào, họ sẽ khó kìm hãm tâm lý, dẫn đến việc sử dụng nguồn tài nguyên vô độ, lãng phí. Hệ quả chủ nghĩa tiêu dùng thái quá khỏi cần bàn cãi, khi lượng đầu tư ngày càng nhiều, vượt xa mức mong muốn mà bản thân họ cần. Chủ nghĩa xã hội lại chỉ ra rất rõ, việc mọi người đều có quyền hưởng lợi từ của cải xã hội. Điều này đồng nghĩa, người sống tại tầng 1 hay tầng 333 đều có quyền lợi như nhau trong việc tiếp cận thức ăn trên bàn. Vì lẽ đó, phân phối dựa trên nhu cầu và khả năng mỗi người mà chủ nghĩa xã hội đề cập trở nên khả thi nếu người ở mỗi tầng chỉ được dùng món ăn mà mình đã đăng ký dựa trên nhu cầu vào thời điểm tham gia phỏng vấn. Dẫu vậy, chủ nghĩa xã hội nhanh chóng thể hiện lỗ hổng của riêng nó vì không thể điều khiển tâm lý con người, vốn là thứ thay đổi theo thời gian và vô cùng bất ổn. Tâm lý con người phụ thuộc rất lớn vào nhu cầu, họ không thể ngừng bị cuốn vào vòng xoáy tâm lý mà thỏa sức khai thác tài nguyên vô tội vạ. Để đảm bảo mọi thứ đi đúng theo định hướng đã đề ra, tòa nhà cần người lãnh đạo, giảm thiểu tối đa việc các cá nhân có thể lạm dụng quyền lực theo hướng tự phát. Và Imoquiri hay Dagin Babi đều đại diện cho kiểu người lãnh đạo như vậy. Song hai người lại có hai cách tiếp cận vấn đề tương đối khác biệt. Nếu Imoquiri vận dụng phương pháp hòa bình, ôn hòa để thuyết phục người khác, thì Dagin lại ưa thích dùng bạo lực, thậm chí là trừng phạt nếu cần. Nó cho thấy hai bộ mặt khác nhau trong cách tiếp cận và giải quyết vấn đề. Khi tập trung quyền lực quá lớn vào tay một cá nhân sẽ dẫn đến sự áp bức, mà ở đây ta thấy rõ nhất là môn đồ Dagin Babi. Việc hiểu sai giá trị cốt lõi đã khiến cho Dagin bị méo mó về nhận thức, từ đó hạn chế quyền tự do mà cư dân đáng được hưởng. Bên cạnh đó, việc ưu tiên lợi ích tập thể đã dẫn đến xung đột trực tiếp với lợi ích của mỗi người. Trong vài trường hợp, điều này hướng tới sự hy sinh quyền tự do cá nhân vì lợi ích toàn xã hội. Có thể thấy, thay vì phân phát đều các đồ ăn thừa của người chết, Dagin lại ném bỏ vào thùng rác vì lo sợ tâm lý bất ổn sẽ dẫn đến lòng tham, từ đó hủy hoại đi các luật lệ được áp dụng. Chưa kể, việc thẳng tay đàn áp ý kiến riêng của người khác cho thấy điểm hạn chế nhất định khi quyền lực bị tập trung quá lớn vào tay một người, sự tự do ngôn luận gần như không còn hiệu quả. Thật khó để nhận biết tình đúng sai khi nhận thức đã bóp méo ý nghĩa cốt lõi, khiến Dagin thực hiện các hành vi nhằm thỏa mãn cái tôi hơn là hành động vì tập thể. Nói cách khác, Dagin là đại diện cho sự sai lệch, lạm quyền khi cố gắng áp dụng chủ nghĩa xã hội và cơ chế thị trường một cách máy móc, thiếu tính đồng đều, đi ngược lại lý thuyết mà chủ nghĩa này đề ra. Điều này hoàn toàn mâu thuẫn với lý tưởng tự do và công bằng vốn có như cách Imoquiri thể hiện. Nói tới Platform, không thể không nói đến ý nghĩa của mỗi nhân vật, vì riêng hành trình mỗi người đã có nét riêng. Đầu tiên ta sẽ đến với Zamiatin, người tự nhận mình là nhà khoa học, rời xa gia đình vì nhận ra sự vô nghĩa vốn chẳng thể tồn tại trong thế giới thực. Anh nói về con số của căn bậc 2 của âm 1 là con số vô nghĩa, dẫn đến việc từ bỏ toán học vì phương trình này tạo ra số ảo. Trái với những gì Zamiatin tự nhận, gia đình anh đề nghị anh tới đây là bởi họ đã phát ngán anh. Vợ con anh đuổi anh ra khỏi nhà, bố mẹ nói anh cần học tính kỷ luật sau khi các dự án kinh doanh thất bại hàng loạt. Có thể thấy, cái ảo lớn nhất mà Zamiatin phải đối mặt chính là ảo tưởng và kỳ vọng mà xã hội áp đặt lên anh.
Nó bóp nghẹt anh dần dần, khiến anh dị dạng trong thân xác khổng lồ. Điều này phần nào lý giải tại sao Zamiatin lại mang chiếc bật lửa và hành động tự làm hại bản thân trong phim. Bởi ngọn lửa trong nhiều nền văn hóa đại diện cho hình ảnh thanh lọc linh hồn và giác ngộ. Và người cứ mãi mắc kẹt trong ảo mộng mà người khác áp đặt lên mình như Zamiatin không còn quá nhiều lựa chọn ngoài việc sử dụng ngọn lửa để thanh tẩy chính bản thân mình. Trái ngược với việc thất vọng bản thân như Zamiatin, ta có Robespierre, người luôn tin vào ánh sáng và tự biến bản thân mình thành niềm hy vọng. Ngay thời điểm mới xuất hiện, anh đại diện cho luật lệ, thứ cứng nhắc, song mạnh mẽ và quyết đoán. Ở khía cạnh tích cực, anh chính là biểu tượng của người dám làm điều không tưởng, khi dũng cảm tham gia chống lại những kẻ mọi rợ ở tầng 21. Có điều, như bao môn đồ khác, anh trở nên mù quáng trước niềm tin tuyệt đối, thiếu tỉnh táo nhất định. Trong xã hội thu nhỏ như tòa nhà, nơi các biến cố có thể xảy ra liên tục và dồn dập theo nhiều cách khác nhau, sự cứng nhắc sẽ bị bẻ gãy và chỉ còn cái chết chờ đợi Robespierre phía trước. Cuối cùng, ta đến với nhân vật Perenpuan, người quan trọng nhất trong bộ phim. Vật phẩm cô mang theo là cây bút màu. Nó không chỉ đại diện cho công việc của cô, vốn là họa sĩ tài năng, mà còn thay cô thể hiện sự đau khổ, dày vò vì các chấn thương tâm lý nặng nề. Theo đó, cô từng tạo ra tác phẩm độc nhất vô nhị về con chó săn hung dữ, được tạo nên bởi nhiều lưỡi dao lam. Nhưng trong buổi triển lãm, cô lại quá tự tin mà không lập rào chắn xung quanh, dẫn đến tai nạn đầy đáng tiếc tước đi đôi mắt của người khác, khiến họ mãi mãi chìm trong bóng tối. Để chuộc lại lỗi lầm, Perenpuan đã tới đây. Ta tự hỏi, liệu cô đã tự tha thứ cho bản thân mình hay chưa? Trả lời câu hỏi này, chúng ta sẽ lật ngược lại cuộc thảo luận giữa Sahabat và Perenpuan. Theo đó, vào ngày cuối mỗi tháng, để vận chuyển các cư dân từ tầng này sang tầng khác, ban quản lý sẽ bơm hợp chất gây mê vào toàn bộ tòa nhà. Tuy nhiên, có một câu thoại của Sahabat vô cùng khó hiểu. Vậy bức tranh The Drowning Dog ở đây mang hàm ý gì? Cần biết, The Drowning Dog được vẽ bởi danh họa người Tây Ban Nha Francisco Goya vào khoảng những năm 1820. Nó thể hiện nỗi cô đơn và tuyệt vọng vì chú chó đang chìm dần trong khoảng không vô tận, tạo nên cảm giác bất lực thuần túy. Nhiều nhà phê bình sau này đã chỉ ra bức họa đại diện cho sự bất lực của con người trước số phận, là biểu tượng cho quá trình sụp đổ niềm tin và hy vọng trong thế giới thiếu vắng lòng nhân từ. Quay trở lại bộ phim, sau khi cuộc chiến đẫm máu giữa các môn đồ và đám mọi rợ diễn ra, Perenpuan đã xé một phần bức tranh và nhai nó. Điều này mở ra rất nhiều tầng ý nghĩa khác nhau. Ở góc nhìn có phần bi quan, ta có thể hiểu cô đã chấp nhận đầu hàng số phận, chấp nhận mình bất lực trước hoàn cảnh hiện tại khi đối mặt với sự đáng sợ của cái hố. Ở tầng nghĩa khác, việc nhai bức tranh con chó lại cho thấy cô đã thực sự tha thứ cho bản thân vì lỗi lầm mình gây ra. Cần biết tác phẩm khiến cô làm hại người khác miêu tả con chó hung tợn, trái ngược hoàn toàn với chú chó tuyệt vọng u sầu trong tranh của Francisco Goya. Việc cắn nát con chó trong bức tranh The Drowning Dog như cách hủy diệt nỗi ám ảnh đã đeo bám suốt thời gian dài trong cô. Bên cạnh đó, chi tiết thú vị khác đã xuất hiện khi Perenpuan dường như quen biết với Goreng. Nhiều ý kiến cho rằng Goreng chính là anh bạn trai mà Perenpuan đã đề cập. Nếu xét theo khía cạnh này, điều đó hoàn toàn hợp lý. Dù rất nhiều ẩn dụ và lớp lang ý nghĩa được cài cắm, song có vẻ The Platform 2 đã không thực sự được lòng giới phê bình cũng như khán giả đại chúng. Họ cho rằng tác phẩm là hành trình đầy mệt mỏi, khó hiểu, lê thê và chẳng giải quyết được bất kỳ vấn đề nào. Chàng Roger Ebert đã thẳng thắn chia sẻ, việc tiếp tục ra phần 2 chỉ là cách các nhà làm phim đang cố gắng vắt sữa tác phẩm vốn đã hoàn hảo từ phần 1. Chẳng biết trong tương lai, đạo diễn Gowder có tiếp tục làm phần 3 hay không? Có lẽ ta sẽ phải chờ thêm thời gian nữa để có câu trả lời. Video đến đây là kết thúc rồi, cảm ơn các bạn đã xem. Nếu có bất kỳ ý kiến đóng góp nào hay muốn bổ sung thêm cho bài viết, đừng ngần ngại bình luận phía bên dưới nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. May the force be with you. I'm gonna make him an offer again. Play as time goes by. Hasta la vista, baby.